Hello cả nhà nha. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Mình có mặt tại chùa Bà, trung tâm của Linh Mục Quỳnh Dương, nhà 6 chùa Bà. Ông bà chùa Bà là trong lễ hội Đầm Thái Giêng. Thì là bắt đầu là từ mùng 4 đi là bà con tập trung lễ vào chùa Bà. Chùa Bà rất là linh thiêng nha mọi người. Đa số là những người họ đi vào chùa Bà để họ thắp nhang, bái cúng về việc làm ăn mua bán. Cái chùa này là chùa chủ yếu là như vậy. Còn những chùa khác thì mình nghĩ là không có bằng những chùa này rồi. Ở đây mình đặt nhà số này. Bây giờ mình tiến hành vào trong nha. Rồi để mình vào bên trong nha mọi người. Đây, số lượng người nói cô bán nhang nè, bán nhang trước cổng chùa nè, bán nhang trước cổng chùa ha. Thì bây giờ là có người thì bán nhang, có người là bán họ đi thắp nhang rồi mua bông mua hoa cắm nhau. Các cái lễ hội của cái chùa là theo tuần tự đó, ông ngồi mang vào ha, là mình mua vào để mình phong tục là lễ hội của chùa Bà là như vậy. Còn những chùa khác là đa số là không, rất là cho ít không bán xung quanh chùa. Ở đây là cho bán xung quanh chùa. Còn những chùa lớn khác như chùa Tây Tạng hay chùa Phật Nam Hội Thánh thì không cho bán bên ngoài nha. Nên chùa Bà là chùa cho bán. Thì mọi người ở tập trung tới đây là chủ yếu là họ đem tất cả các lễ vật để tới nơi để cúng. Rồi bây giờ là mình chỉ vào bên trong ha. Cảm ơn chùa Bà. Đây là bây giờ mình chuẩn bị vào bên trong nha. Nó ghi từng chữ tiếng Ho nha mọi người. Cái chùa này là chùa của người Ho ha. Mình vào bên trong nha. Quan cảnh bên trong chùa Bà nha mọi người. Quá đông luôn mọi người. Ngày nay hôm nay mình 4 giêng mà mình quay từ bên ngoài vào á thì rất là đông. Bây giờ mình xem vào bên trong thì rất là đông nha. Ngồi cả người ta họ vào, có lượng họ vào cầm ho cầm nhang vào tấp nập. Quá đông luôn.
nhân cả nhà ơi, rất đông. Lập quá đẹp luôn. Đây là mở thỉnh lập rồi nha mọi người. Quay ra nha mọi người, quay ra, quay xe đây, quay tầm cảnh xíu nữa là mình quay dòng ra, mình quay dòng ra nha mọi người, rồi bây giờ mình quay ra, đây khu bên trong chùa có một xíu đó thôi, và là mình ngồi, quá đẹp, rồi đứng đây, đứng đây, đứng đây, mình quay ra toàn cảnh này. Toàn chữ ho thôi nha mọi người. Vào bên trong là toàn chữ ho chứ không có chữ Việt nào nha. Mà nhìn thấy chùa bên ngoài thì cái cổng này nó đơn giản lắm. Nhưng mà vào bên trong thì rất là linh thiêng nha. Mọi người cầu tài cầu lộc làm đây mua bán thì đa số tập trung vào đây. Các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ tập trung vào đây. Kiến trúc này, chùa theo kiểu kiến trúc của ho. Rồi, bây giờ mình quay đây mọi người, quay đây ha, mình ra khỏi cổng ha. Rồi, mình ra khỏi cổng này mọi người. Mọi người là chiều, bây giờ là hiện tại đang 6 giờ chiều nha mọi người. Mọi người 6 giờ chiều ngày mùng 4 mà mọi người đổ về chùa rất là đông đây. Chưa nói tới rằm tháng giêng nha cả nhà. Chùa này mà từ ngày mùng 4 đến rằm tháng giêng là rất đông. Là vì mọi người đổ về đây để cúng kính xin lộc rất là đông. Nó khác với chùa ở Thủ Dầu Một, của những chùa lớn khác như chùa Tây Tạng ha, hay là chùa Hội Thánh nha mọi người. Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Chúc cả nhà một ngày 14 tháng giêng năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, bình an và may mắn. Hẹn gặp lại mọi người và tất cả quý vị cô bác video tiếp theo.